Được chưa? Favor ULL list style, list style và list style type để chúng ta bỏ cái dấu chấm đi đúng không? Tiếp theo favor li display block float right và border right thì để cho nó nằm trên một hàng và nó có cái border, tức là cái gạch sược ở bên tay phải đúng không? Sau đó chúng ta có li first try, tức là cái thằng nào nằm ở bên tay phải cuối cùng thì chúng ta bỏ cái border của nó đi. Như nào sai? Ờ à, đúng, cái này sai nè. UL favor như này mới đúng nè. Chính xác. Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta phải sửa lại một tí. Ở cái LI này, thẻ A, chúng ta cho cái FA2X này trở thành FA3X xem nó có to đủ không? Đủ chưa? Chúng ta phải làm FA3X nhá. Sau đó chúng ta muốn cái này nó nằm trên một dòng. Muốn cái hình nó nằm trên một dòng giống như của chúng nó đúng không? Thì chúng ta phải cho nó thêm một cái display bằng block nữa. Thấy không? Thấy trên một dòng chưa? Thấy chưa nhỉ? Đây này. Một mình nó một dòng chẳng liên quan gì đến cái thằng chữ này cả. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có CS như sau này. UL favor li cách y. Cách y thì sẽ có display bằng block. UL favor li cách a cũng có display bằng block luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ có thêm cái là take decoration none để bỏ cái chân đi. Đúng không? Và cái thẻ LI này chúng ta phải set thêm cho nó cái width nữa. Width bằng khoảng 100 pixel. Take align center để cho nó căn giữa vào. Không nhớ. Để test. Đúng chưa? Căn giữa nhỉ? Nhưng mà cái icon nó đang bé này. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cho nó một cái sửa lại cái FA2X này thành FA3X. To chưa? Xong rồi sao? Bây giờ là xóa nền. Xóa cái background bằng blue green ở trên cái favor đi. Đâu nhỉ? Green đâu nhỉ? Đây rồi. Bỏ cái này đi. Cần thiết cái hai này không? Bỏ luôn. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Xong rồi sau đấy sao? Sau đấy giờ sao? Li hover. Không, li a hover cũng được. LIA 2.hover thì color sẽ chuyển sang màu là 2CA9E1. Và text bình thường của nó, text color, mình sẽ set cái thuộc tính color cho cái thẻ A này, nó sẽ chuyển sang màu FF 000 là màu đen, trở về chữ bình thường. Bây giờ chúng ta coi màu đen này, khi hover vào nó sang màu xanh này. Được chưa? Xong, đấy là các thuộc tính CSS cho phần favor. Các bạn này dọc từ 61 cho đến 85, 24 dọc.
Xong chưa? Cuốn HTML ấy hả? Đấy. Có gì đâu. Gì mày làm nhảm cái gì ấy hả, hả Dương? Làm sao có vấn đề gì không? Hả? Đẩy cốt lên trên nhá. Thế là chúng ta xong phần top header. Bây giờ đến cái menu này. Xong chưa? Bây giờ đến phần menu này. Tôi đi tôi copy luôn cái menu ở bên kia sang cho nó nhanh, đỡ nhọc. Đây thật NAV đây. Chúng ta copy cái NAV này luôn. Paste vào bên này. Paste vào bên menu à, bên làm sao? Vẫn nằm trong header, chúng ta có thêm thẻ NAV. Đó. UL. Đủ chưa ta? Sau đó là đi copy cái CSS của cái trang menu.html. Copy từ cái, bỏ qua cái phần sau này nhá, chúng ta copy từ phần dưới. Copy vào đây và paste vào trong làm sao.html và chúng ta phân định rõ ràng phần nào là phần menu ra. Begin menu, begin navigation và duplicate lên có end navigation luôn để cho người ta biết được là chúng ta làm ở phần nào với phần nào. Xếp xuống. Và bây giờ chúng ta mở cái code ra. Được chưa? Nó đang bị nhỏ quá này. Nhỏ quá. Tí nữa chúng ta sẽ CSS sau. Các bạn cứ đẩy vào đi xem nó có bị như tôi không? Có hả? Rồi bây giờ thì sửa code thôi. Đi đi sửa. Chẳng có vấn đề gì cả. Vấn đề ở đây ấy là thứ nhất là cái UL của chúng ta tôi nghi ngờ là đang cắm giữa này. UL thứ nhất nó bằng 960 pixel đúng không? Chúng ta sửa lại bằng 1170 pixel. Hoặc là chúng ta bỏ cái width của nó đi và thêm cho nó một cái class là container để cho nó có cái độ dài, độ rộng bằng anh em của nó ở trên. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sửa như sau này. Thứ nhất NAVUL này thì chúng ta sẽ bỏ cái width bằng 960 đi. Được chưa? Bỏ width bằng 960 đi. Bỏ margin auto đi. Được chưa? Bỏ hai cái thuộc tính này đi. Đây nhá, tôi giữ lại này. Thứ nhất là width 960 comment vào này, margin bằng auto comment vào này. Bây giờ ở trên cái thằng NAVUL này chúng ta có thêm một class bằng container thì tự động nó sẽ đẩy ra ngoài. Ủa? Sao không đẩy ra ngoài ta? Container
sao lại tách lại vào trong này nhỉ? Từ từ bình tĩnh. Section container. Không không, từ từ bình tĩnh. Không phải thanh tìm kiếm đâu. Vấn đề đây là tôi nghĩ là nó đang căm giữa đấy. CSS này có vấn đề gì? Thử cho cái này float left xem nào. Tịt luôn. Vấn đề ở đây là gì ta? Background này. Center không phải. Nó có position rồi đây. Display block. Không phải. Chứng tỏ là do thằng này. UL container nó rộng bằng này. Vậy thì cái thẻ NAV này có nghĩa khi là quên nhầm. Cái thẻ container này có thể khi là chúng ta phải clear fix. Đấy, được ngay. Chúng ta thêm cái clear fix vào trong cái thẻ section container nhé. Rồi tôi sẽ giải thích vì sao chúng ta phải làm thế. Section container ở trên này, chúng ta nhét vào thêm một clear fix. Thì chúng ta sẽ thấy nó đẩy xuống dưới ngay. Tôi giải thích vì sao bây giờ đây. Đẩy xuống chưa? Đúng nhá. Rồi giải thích vì sao nhá. Lúc nãy thì cái thẻ section container ở phía trên này, cái thẻ mà đang có màu cam này này. Nó có mấy phần tử là float đúng không? Đúng nhá. Nó là float. Mà lúc nãy chúng ta nhìn cái phần trang chủ ấy, nó đẩy vào trong này đúng không? Vì sao? Vì cái nó là vì cái chữ làm sao, nó cái ảnh làm sao này nó cao hơn so với cái, tức là nó giật cái chiều dài nó lớn hơn so với cái phần search bar này. Được chưa? Nó lớn hơn so với phần search bar. Cho nên đây nhá, một cái thằng như này nó dài một này. Thằng kia nó chỉ ngắn đến đây thôi. Nó chỉ ngắn đến đây thôi. Cho nên cái logic của thằng float này nó theo dòng chảy nó đẩy xuống. Bởi vì cái thằng yêu thích kia là hết dòng rồi đúng không? Bây giờ nó sẽ chảy xuống thì bây giờ nó sẽ phải đẩy lùi vào đây, từ đây hất ra nội dung của nó, được chưa? Cho nên là nó sẽ cái u lầu nó sẽ đẩy vào trong. Bây giờ muốn thoát khỏi cái tình trạng này thì chúng ta chỉ việc là thêm clear fix vào cái thằng tra chứa của vào này thằng, sau đó tự động là cái thẻ nào có clear fix ấy, nó sẽ nhận đủ cái chiều dài của cái thẻ nào là thẻ lớn nhất ở phía trong của nó, thì tự nhiên cái thằng này nó sẽ bị đẩy tít xuống cái đầu, được chưa? Đây là logic của cái phần float, và chúng ta thêm clear fix vào trên ở cái thằng trên thì là được. Xong chưa? Phần menu đa cấp này tôi không chữa nữa nhá, không làm lại cái phần này nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ làm lại về cái phần tôi sẽ làm tiếp về cái phần giới thiệu này. Bây giờ chúng ta xử lý nốt cái phần nhét ảnh vào trong. Được chưa? Bây giờ chúng ta xử lý như nào? Các bạn ra hết như này chưa? Ra hết như này chưa? Làm đi. Đây, thêm clear fix vào đây. Và tôi sẽ đẩy code lên trên nhá.
Vút lên trên rồi đấy. Được chưa? Đấy, thì GitHub rồi chỉ lấy code về thôi mà. Để cho nhanh, nếu mà các bạn muốn nhanh thì các bạn hoàn toàn có thể lên github.com này. Vào trang của tôi nhá. Xong rồi vào L09 này. Xong vào cái làm sao.html này, bấm vào raw. Copy hết. Paste xuống. Làm tương tự với cái trang làm sao.css. Thì đấy là phương án nhanh nhất. Xong chưa? Đã lâu thế. Đấy là code của chúng ta có thể dùng lại được, người ta gọi là có thể reuse. Code vậy thì mới tốt. Còn code này mà chỉ có một mình trang của mình chạy không thì dẹp. Người khác không chạy được thì không, hoặc là không dùng lại được ở chỗ nào nữa thì vứt đi. Được chưa? Bây giờ các bạn kéo xuống cái phần xong chưa? Lâu thế. Bây giờ các bạn kéo xuống cái phần mega menu nhá, ở phần giới thiệu ấy. Thấy không? Phần giới thiệu đó là cái mega menu của chúng ta, ở dưới này có một cái div là mega menu đúng không? Mega content, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ code ở trong này. Xong chưa? Chúng ta sẽ có các cái thẻ là thẻ div, có class là mega
mega trừ unit, mega trừ unit, được chưa? Chúng ta có khoảng 4 cái, duplicate lên. Mega unit có khoảng 4 cái. Sau đó bây giờ chúng ta xử lý như sau. Ở cái đây mega menu, mega content đây, chúng ta tạm thời comment cái phần display none vào. Được chưa? Có tạm thời comment phần display none vào. Sau đó chúng ta sẽ có cái như sau. Chấm mega trừ menu cách ra, hoặc là mũi tên sang là chấm mega unit, ở đây là mega content, cho đến mega unit thì sẽ có là float left, float left width bằng 23 hoặc 24%, width bằng 24%, display block thì rõ ràng rồi, border trừ right bằng 1 pixel, solid màu đen 0,0,0. Tí nữa chúng ta xử lý nó sau. Sau đó là mình sẽ có là min 2 bằng 200 pixel. Và mình sẽ bỏ qua cái min 2 ở trong cái mega content đi. Background của thằng này, của thằng mega content sẽ chuyển thành màu trắng. FFF chuyển thành màu trắng luôn. Xong chưa? Đấy. Thêm 4 cái mega unit vào. Đây có CSS đây. Và thêm mỗi cái sửa hai cái này và cái này. Và sửa lại cái phần mega content trỏ đến mega unit. Được chưa? Reload, coi xem sao. Đây, nó chính là cái phần này. Đúng chưa? Nếu mà để cho nó nhìn cho nó rõ thì chúng ta để lại cái background là màu green đi đã. Tí nữa chúng ta sửa lại thành màu trắng sau. Đây chúng ta nhìn thấy không? Nó có khoảng một khoảng thừa. Thấy không? Nó một khoảng thừa. Bây giờ chúng ta xử lý như nào? Hover vào đã. Kiểm tra từng cái mega unit một. Bây giờ tôi không muốn những cái đầu rìa như này nó sát với cái lề. Đúng không? Tôi sẽ có thêm là cái padding. Padding là bằng 0,2 pixel. Các bạn sẽ nhìn thấy nó cách 3 pixel đi. Nó sẽ cách mỗi nơi một tí đúng không? Mỗi bên một tí. Hai bên ấy, nó có một khoảng nhỏ nhỏ gì đấy. Rất là nhỏ thôi. Các bạn nhìn, ở trên này còn nhìn rõ hơn ở máy tôi này. Thấy không? Một khoảng nhỏ nhỏ ở hai bên ấy. Thì là cách đều hai bên 3 pixel. Sau đó chúng ta sẽ có là margin right, margin trừ right bằng 3 pixel nữa. Thấy sát chưa? Sát lề chưa? Chúng ta có thể tăng lên thử 4 xem có được không? 4 cũng được. Đó là mỗi cái thẻ này nó sẽ cách nhau độ khoảng vài pixel gì đấy. Và tí nữa chúng ta sẽ bỏ cái border này đi. Tí nữa chúng ta làm xong nội dung chúng ta sẽ bỏ cái border đi để không thành ngăn cách nữa. Được chưa? Đấy là chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ copy cái mega unit này quăng vào trong cái này. Xong.
Tiếp theo các bạn lên trang làm sao.com copy cho tôi mấy cái ảnh về. Xong đến đây chưa? Cốt đi. Đúng rồi. Xong chưa? Có mỗi cái chữ tên đơ thôi mà không biết đúng rồi. Đóng nhiều như nào luôn. Chữ tôi yêu thích nền đối với biết sai. Nghi yêu biết sai. Đây các bạn, spin trả lời AV nó ngang hàng với cái action mà.
Tiếp tục nha. Nào tiếp tục nào. Bây giờ lên làm sao.com. Ghi vào này. Ghi tên các bạn đây. Quá, đây rồi. Chúng ta copy cái ảnh về nha. Không biết copy à? Đây này. Bật developer tool lên chưa? Vào làm sao đi, bật developer tool lên. Kích vào cái mũi tên này, cái này selector này. Được chưa? Hover vào cái chọn cái handmade. Các bạn chọn cho tôi cái handmade. Xong chưa? Sau đó chuột phải vào cái LI ấy. Sau đó cái LI ở chứa cái chữ handmade ấy nhá. Kích vào đây này. Hover. Thấy nó bung ra này không? Cái thẻ LI ở trên cái thẻ A ấy.
Đầu tiên là chọn, chọn vào trong cái thẻ A handmade này. Sau đó là các bạn, nó sẽ ra cái thẻ A đúng không? Sau đó chúng ta bấm cái thẻ ILI ở trên ấy, bấm vào hover hoặc là chuột phải chọn hai chấm hover để nó bung cái ở dưới ra. Được chưa? Rồi. Thế ở trong cái thẻ deep ấy, nhìn thấy cái deep list get try không? Trong đây con mở UL ấy. Mở cái thẻ LI ra, mở cái thẻ A ra. Thì nó sẽ có một cái thẻ IMG copy cái đường dẫn. Kích vào cái SRC của cái thẻ IMG ấy, copy cái đường dẫn. Pet ra ngoài cái pet ra ngoài này. Enter. Copy cái ảnh này về. Chúng ta sẽ chọn cái thư mục của mình là K31B1 này, L09 này, Public này, IMED này, đây là đèn trung thu, đèn trừ trung trừ thu trừ 1. .png có với tôi khoảng 4 cái ảnh về. Đây là quạt giấy, quạt trừ giấy, trừ 1. Cứ đi cóp thôi. Đấy, 4 cái. Lấy 4 cái ảnh về. Thôi Dương về nhà tính. Trong lớp cứ làm tập trung vào bài tập đi đã. Còn về nhà tính mấy cái trò đấy. Kiếm cho tôi mấy cái ảnh về đi. Xong chưa? Copy cho tôi mấy cái ảnh về. Sau đó này. Xong chưa nhỉ? Ở trong cái deep class mega unit này chúng ta sẽ có cái thẻ A hrep bằng thăng này. Sau đó ở trong này chúng ta sẽ có một cái thẻ img có src bằng public sược image sược đèn lồng chẳng hạn, đèn lồng trừ một, đèn lồng .jpg. Ông lên là lấy cái ảnh nào chả được, cứ nhét một cái ảnh ở trong cái phần khung của nó vào đây là được, chứ không nhất thiết là cứ phải giống như tôi làm gì cả. À, ừ.
Xong chưa? Nhét cho tôi cái thẻ A và nhét cho tôi cái ảnh vào. Bây giờ chúng ta xem cái giao diện của mình nó như thế nào. Cái ảnh nó cầu bơ cầu bất này đúng không? Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm cho tôi một cái CSS vào đây. Kéo lên trên cùng ấy. Đây là những cái common CSS, tức là những cái CSS dùng chung. Chúng ta có thể img sẽ có width bằng 100%. Cái này để thể hiện là cái ảnh nó sẽ rộng hết toàn bộ nội dung của cái thẻ mà chứa nó. Bây giờ còn cái chiều dài nó sẽ tự động nó đúng tỷ lệ, nó xuất nó tương ra. img width bằng 100%. Sau đó kéo dưới cùng mega unit A. Mega unit. Đây chúng ta sẽ có cái class cho thằng này là thumbnail. Class thumbnail. Mega unit đến thẻ A. Thẻ A có class là thumbnail. Thì sẽ có CSS như sau. Thứ nhất, display bằng block. Thứ hai là, rồi từ từ đã, bình tĩnh, cứ display block đã. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy nó bung gần ra như hết, gần hết. Chẳng qua là do nó còn đang có padding ra ngoài thôi. Padding 010 thumbnail này. Rồi ok, chúng ta để cái ảnh nó như này. Có ra như này không? Tí nữa chúng ta sẽ cho cái nền màu trắng thì nó sẽ đỡ xấu. Không vấn đề gì cả, kệ nó. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn nhét cho tôi 4 cái ảnh vào trong đấy. Nhét cho tôi 4 cái ảnh vào. Đèn trung thu. Đèn trung thu. Bốn cái. Và chúng ta bây giờ có thể set lại cho cái background bằng màu trắng. Đến bây giờ mới set được thành màu trắng này. Nhìn cho nó đỡ kinh. Và set luôn cho cái, bỏ luôn cái border right. Đúng không? Nhìn đã đẹp hơn khá là nhiều. Nhưng mà chưa đủ. Chúng ta còn cần thêm một cái phần làm sao để làm cho cái phần này nó nổi lên chút nữa. Nó phải nổi hẳn lên ấy, để cho nó không bị phân biệt với cái màu nền ở dưới. Trông nếu không thì trông rất là kinh. Thì chúng ta sẽ có cái mega content. Chúng ta sẽ có cái box shadow bằng 0 pixel 0 này, 1 pixel này, 3 pixel này, 1 pixel này. Màu là màu xe. Thấy chưa? Nổi chưa? Thấy chưa nhỉ? Đây, CS đây. Box shadow.
box shadow là bóng, đổ bóng. Nó cũng bốn hướng, trên, phải, dưới, trái, đúng theo chiều kim đồng hồ. Của nó là CE, còn của tôi là thích, tôi thích thì CE, của nó là EC. Xong chưa? Chả nhẽ bây giờ ra cái luật cứ đứa nào xong sau thằng Nam là cho thằng Nam đập. Đứa nào xong trước nó thì được đập nó. Rồi. Đấy chứ, bây giờ nó phân biệt khá là rõ ràng với cái nền ở dưới rồi đúng không? Xong. Xong chưa? Chưa. Còn cái tích nữa. Đúng không? Thì ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái thẻ A. Dưới thẻ A này lại có. Không thì thôi. Đây, làm này đi. Dưới thẻ IMG này chúng ta sẽ có thẻ P. Có thẻ P. Đi copy của nó xem là của nó là tích là gì. Lon sữa uống xong học cách làm đèn trung thu. Vẹt xuống đây. Xong ở dưới này là P. Là của cái bên cạnh. Làm đèn lồng hình quả dứa. Tôi copy hơi lệch tí nhưng mà kệ. Xong của mình ký lại đã hết rồi nhỉ. Rồi, đi copy cái text vào quăng dưới. Thấy gì? Trắng hếu bởi vì text của chúng ta đang màu trắng mà. Đây. Không phải. Do text của mình màu trắng ấy. Đây, bởi vì cái text của mình ở trên ấy, nó sẽ có color bằng màu trắng này. Thấy không? Bây giờ mình phải viết lại. CS cho nó trở thành là cái mega unit thẻ A. Thì mình sẽ có cái color là màu CCC. Rồi, xấu thế. Màu đen. Xong bây giờ thấy dòng nó dài ngoãng ra đúng không? Cái này là do cái gì? Những cái dòng nó dài ngoãng ra nó cách nhau xa tít mù tắp này. Line 2. 14 pixel. Rồi, đẹp quá. 18. Và mình sẽ có thêm cái padding bottom khoảng 10 pixel nữa. Được chưa? Gì nữa? Chưa hết đâu. Take a line. Đúng rồi, left. Nhìn vẫn xấu. Rồi sao? Làm sao để nó đẹp? Hả? Gì? Tốt cái bố.
chúng ta thêm một cái phần nữa ở trong này, hoặc là chúng ta thêm vào đây, chúng ta có những cái thẻ A này, thẻ P này, thẻ Spend này, thẻ Label này, những cái thẻ phải tích, thẻ H1 này, H2, H3, H4, H5, H6, những cái thẻ thông dụng như này. Tất nhiên là sẽ còn nhiều thẻ phải tích nữa đúng không? Rồi thì thẻ B, thẻ Y. Thì thẻ B, rồi thẻ Y, thẻ M, 3 chấm các loại thẻ. Nó sẽ có chung một cái thuộc tính là phông family bằng Arian. Phông chữ. Được chưa? Còn ông nào thích làm cách ra thì kệ, tự đi mà làm. Cái đấy margin của cái thằng mega content ra một tí là được mà. Chẳng có gì. Xong chưa? Đây, thế là xong cái phần này. Đây, ở dưới đi. Đây, tôi sẽ bỏ cái display none đi nữa. Đây. Còn nếu thích nữa thì thêm cái này vào thumbnail, đến thẻ P, 2 chấm hover thì nó sẽ có cái text decoration bằng underline để cho nó thành như này. Thấy không? Giống của nó chưa? Đấy, cho nên là chúng ta phải học cho nó tốt cái phần selector vào. Thì sau này chúng ta sẽ xử lý mọi thứ nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Không chưa? Tôi đẩy code lên nha. Rồi, xong rồi đấy. Phần tiếp theo và cũng là bài tập về nhà của các bạn. Chia cho tôi cái này. Chia cho tôi cái này, phần này. Nha. Ba cô này. Xem, để xem đứa nào đúng. Nó không đơn giản như chúng ta nhìn đâu. Đây, ba phần này. Làm luôn chi tiết đấy. Oxygen.
nhưng mà đặt cho nó một cái hai position nhá, position của thằng này là thứ nhất này, có một cái deep bao ngoài đúng không, có deep bao ngoài cái khung này đúng không, ở trong đây là một cái thẻ A xong qua ảnh đúng không, cái deep bao ngoài này sẽ có position là relative này, được chưa, xong rồi một cái deep nó chính là cái phần vùng, vùng này này, đúng không, cái deep đấy nó sẽ ngang hàng với cái thẻ A chứa ảnh, sau đó cái deep đấy có position là absolute, xong chưa, xong rồi đặt left bằng 0, right bằng 0, bottom bằng 0. Set cho nó một cái 2 nữa là tự động nó đẩy lên trên. Có hai cách. Có tận hai cách thôi. Cách thứ nhất là sử dụng background màu thường. Màu là màu đen. Sau đó chúng ta có thêm một thuộc tính là opacity. Không phải 6. Được chưa? Thì cái opacity là độ trong của màu đen. Độ trong của đối tượng nào đấy. Được chưa? Thì nếu mà opacity về 0 nó trở thành màu trong suốt. Opacity bằng 1 thì nó trở thành đen xỉn. Chúng ta lấy khoảng ở giữa khoảng 0.6 là hợp lý. Đây là cách thứ nhất. Cách này là khi mà làm cách này nó không có điểm yếu. Đó là các bạn làm xong thì kể cả text ở trong cũng trở thành trong. Nó cũng mờ luôn. Bây giờ đấy là một cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng background. Background nhưng mà giá trị background nó sẽ là RGBA. RGB thì dễ rồi đúng không? Red, green, blue, đúng không? A là thuộc tính alpha. A là thuộc tính alpha. Thì alpha nó chính là opacity. Nhưng mà chỉ cho cái màu đen thôi. Thì chúng ta sẽ phải ươm xem màu RGB nào là màu đen hoặc là màu xám xám gì đấy. Hình như tôi nhớ là 66 này, 68 này, 66 này, 0.6. Đây là giá trị của RGBA cho cái background này. Thì nó trở thành cái màu mà như thế này. Khi mà chúng ta sử dụng RGBA ấy, thì nó có một cái điểm lợi là chữ nó vẫn đậm như bình thường, chữ nó vẫn đậm, còn cái nền nó trở thành hơi trong trong đó. Đấy là hai cách dùng, các bạn dùng cách nào cũng được. Bây giờ điểm danh đi. Bài này tối mai nộp nha. Ừ.